phân công giảng hai bài, một bài là nhiễm khuẩn sơ sinh và một bài là thuyết sơ sinh. Thì tôi bắt đầu bằng bài nhiễm khuẩn sơ sinh nhé. Thì mục tiêu học tập các em sẽ bám sát được tất cả các mục tiêu học tập cần phải đặt ra. Thứ nhất là mục tiêu học tập này. Thứ nhất là một, giải thích được tại sao trẻ sơ sinh lại dễ bị nhiễm khuẩn. Các em không cần phải chép, tôi sẽ gửi bài cho các em sau nhé. Thứ hai là liệt kê được các đường xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh và các yếu tố nguy cơ. Cái thứ ba, cái mà các em cần phải nắm nhất để các em học lâm sàng, các em khám bệnh nhân, đó là trình bày được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của nhiễm khuẩn huyết sơ sinh. Cái thứ tư cũng là cái phần các em cần phải học là trình bày được các nguyên tắc điều trị trong nhiễm khuẩn huyết sơ sinh. Cái thứ năm là trình bày được các bệnh viêm rốn, viêm da trẻ sơ sinh, thì các em đọc cuốn sách giáo khoa nhé, không cần phải đây đâu cô giảng ở đây. Và cuối cùng là trình bày được các nội dung cần để hướng dẫn cho cán bộ y tế cơ sở, các bà mẹ để phòng nhiễm khuẩn sơ sinh. Thật cho vào trật tự nha. Theo như chúng ta đi qua một số vấn đề về định nghĩa, các nhiễm khuẩn sơ sinh là các bệnh nhiễm khuẩn xảy ra trong vòng 28 ngày đầu sơ sinh. Chúng ta là 28 ngày đầu rồi. Đầu thông sinh 28 người ta tính cái tháng 2 28 ngày thôi, còn thông thường là 30-31 ngày, người ta lấy cái con số chung như vậy. Tức là 1 tháng đầu thông sinh, thế sau tròn 1 tháng sau thì không được tính là thông sinh nữa. Nhưng đấy là với các bé đủ tháng, các bé 5 tháng thì tính nó sẽ hơi khó một tí, chúng ta sẽ tính theo tuổi sửa chữa. Và tuổi sửa chữa biết cách tính rồi một tí, đúng không? Nhá. Thì chúng ta sẽ phân làm hai loại nhiễm khuẩn sơ sinh là nhiễm khuẩn sơ sinh sớm và nhiễm khuẩn sơ sinh muộn. Nhiễm khuẩn sơ sinh sớm theo đúng định nghĩa là thường xảy ra 3 ngày đầu sơ sinh. Cũng có một số sách em đọc thì có thể là 5 ngày, thậm chí 7 ngày, nhưng 3 ngày là chính xác nhất. Thì nhiễm khuẩn này thường là nhiễm khuẩn từ mẹ chuyển sang con nhá. Thì các anh sẽ thấy đọc là đang có cái một số từ người ta đọc gọi là nhiễm khuẩn mẹ con, đúng chưa nào? Thì đấy, thì gói gọn vẫn là nhiễm khuẩn sớm. Thế còn nhiễm khuẩn sơ sinh muộn là xảy ra sau những ngày tiếp theo, sau 3 ngày. Thậm chí những sách thì cũng là nếu bên kia đã định nghĩa là 5 ngày, cái này là 5 ngày, sau 5 ngày. Một số định nghĩa là sau 7 ngày, kia định nghĩa sau 7 ngày. Nhưng cái chỉ chuẩn xác nhất là sau 3 ngày. Thì nói chung tỷ lệ bệnh và tử vong còn cao thì với nước ta là thôi. Chứ còn vì các nước phát triển thì bây giờ tỷ lệ nó khá là thấp. Thì tại sao lại như thế? Bởi vì bây giờ cái mặt bệnh của họ các nước phát triển và các nước đang phát triển, chúng ta không phải các nước đang phát triển đúng không? Qua cái giai đoạn đó rồi thì đi qua phải nhóm đang phát triển đấy, tôi nhớ không khác đấy. Đại loại là chúng ta cái tỷ lệ nhiễm khuẩn bây giờ còn rất là cao, đặc biệt là nhiễm khuẩn sơ sinh. Nhưng riêng ví dụ thống kê ở các nước phát triển thì là cái tỷ lệ em vào nhanh được ngồi khẩn trương trật tự cho cô nè. Các nước đang phát triển, các nước phát triển thì tỷ lệ ví dụ như là ở Pháp hoặc ở nước châu Âu thì tỷ lệ nhiễm khuẩn sơ sinh rất là thấp, dưới 1/1000. Đấy, thì thấy là cực kỳ thấp. Tại sao lại như thế? Có biết vì sao lại như thế không? Người ta có một chiến lược dự phòng trước sinh, tức là điều trị cho tất cả các bà mẹ có nguy cơ trước sinh, tỷ lệ nó là giảm hết tất cả nguy cơ cho đứa trẻ sau này. Thì bởi vì người ta thống kê là nhiễm khuẩn mẹ con bao giờ thường là cái vi khuẩn đầu tiên hay gây nhiễm khuẩn của con, đó là cái vi khuẩn trên MB nhá. Đấy, thế thì là chính vì vậy mà người ta có một chiến lược điều trị dự phòng tất cả các bà mẹ trong 3 tháng cuối của thời kỳ mang thai mà có dấu hiệu nhiễm khuẩn hoặc là gần sản phẩm với đẻ, người ta lập tức điều trị ngay. Cho nên là sau khi con đứa bé ra đời hầu như không có kiểu nhiễm khuẩn cả. Đấy, chính vì thế em đọc sách em sẽ thấy là cái thời điểm trước dự phòng thì lệ nó sẽ khác và sau dự phòng thì lệ nó khác nhiều, nó khác biệt về tỷ lệ học. Và khác biệt về dịch tễ học như vậy là khác biệt tỷ lệ thành công và khác biệt kể cả về cái con vi khuẩn gây ra. Vì điều trị hết rồi cho nên là sau sinh thì tỷ lệ nhiễm cầu nhóm B thì giảm rất nhiều và cái vi khuẩn nổi trội lên đấy là vi khuẩn gram hay mũi nhiều hơn. Em đang đi phụ ai đọc thì em thấy là hầu như không tìm thấy tiếp tục nhiễm cầu ở những đứa trẻ sau sinh nữa mà chủ yếu là mũi nhá. Em có thấy là vì sao như vậy? Thế về chẩn đoán và điều trị thường khó vì do triệu chứng rất là không điển hình, triệu chứng mơ hồ vì nó trải dài từ trên dưới, tí nữa chúng ta sẽ làm trong phần triệu chứng và tiến triển thì rất là khó mà tiên đoán được. Ví dụ như ở sơ sinh như chúng tôi là có câu, thường có một câu là sáng thì tươi, chiều héo và tối tử vong, chỉ là bình thường.
Đấy, cho nên các em thấy là ví dụ bệnh nhân đang rất bình thường, đang rất phòng thở máy tốt, nhưng mà lúc sau đã thấy có thể khả năng tử vong rồi. Đấy là sự tiến triển rất là nhanh và chúng ta nhiều khi không cần được nha. Thì chúng ta nói một số cái đường xâm nhập của nhiễm khuẩn sơ sinh sớm. Thì các phần mà tôi nói với em chủ yếu là cái phần nhiễm khuẩn sơ sinh sớm, bởi vì là sơ sinh thì cái quan trọng nhất là chúng ta mong muốn là dự phòng, hạn chế những bệnh chính, thì là tôi nói nhiều hơn về cái phần đường xâm nhập. Cái đường xâm nhập thì có một số loại đường, ví dụ đường máu thường là trên các bà mẹ có nguy cơ nhiễm khuẩn, đúng không nào? Nhiễm khuẩn huyết, rồi viêm mạng nội mạc tử cung, rồi nhiễm khuẩn cái rau, tất cả cái này thường gây ra cái cây đường qua màng ối, các bà mẹ thì có nguy cơ ối sớm hoặc vi khuẩn đi lên những tháng cuối thì gây nhiễm khuẩn ối, rồi nhiễm khuẩn thai. Thì là cái đường này là do đứa trẻ tiếp xúc, đứa trẻ khi lọt qua cái đường đạo này do hít vân vân, em thấy. Và cuối cùng là cái đường âm đạo là khi lọt có tiếp xúc với đường đạo. Và cái đường này chúng ta chỉ lưu ý khi mà những đứa trẻ vừa mới lọt vào da mà những đứa trẻ có nguy cơ như này thì chúng ta cũng nghi ngờ là có nhiễm khuẩn hay không nhá. Cái này chúng ta biết thêm nên không cần hiểu sâu quá. Thì còn các thời kỳ lây bệnh thì có rất nhiều thời kỳ. Ví dụ như là trước đẻ thì chúng ta sẽ thấy là trong thời kỳ 3 tháng đầu, như tôi đã từng nói với các em nhiều lần rồi, 3 tháng đầu hay gặp các trường hợp là nhiễm virus từ mẹ truyền sang con, đúng không ạ? Ví dụ như là các em nữ ở đây mà nên tiêm phòng rubella trước khi có ý định mang thai ít là 6 tháng chẳng hạn, đúng không? Đấy, bởi vì là rubella cũng rất hay truyền. Và các em cái bệnh rubella ở đứa trẻ bẩm sinh ở đứa trẻ biết thường gặp nhất là nó đặc điểm như thế nào không? Bình tĩnh chưa tiếp, còn sâu còn lâu. Đầu tiên là đứa trẻ đẻ non rất hay gặp đẻ non nha. Cái thứ hai là đẻ xong bắt đầu có nguy cơ là giảm tiểu cầu rất là nặng, tổn thương não, tổn thương não này. Thứ hai là ống động mạch không hầu như không đóng được cái gì cả, và thường là trên đứa trẻ này tiểu cầu em cứ truyền tha hồ nhưng không bao giờ lên được. Về sau cái học bệnh này cơ chế nó sẽ tự dần dần hồi phục và tiểu cầu nó sẽ thấp hơn lên, chứ học em cứ truyền là không sao hết, trở lại bình thường nha. Thế còn các trường hợp khác trong năm tháng đầu người ta hay gặp cái hội chứng gọi là hội chứng POTS, đúng không ạ? POTS mà em biết rồi gì? Em biết POTS đấy. À, T là gì? Oso. O là gì? Một cái vi khuẩn khác ở đó, đúng không? Xong đến cái gì cũng nhỉ? E là rubella đấy nhá. C là CMV. Các em nhìn thấy một đứa trẻ nhiễm CMV bao giờ chưa? Thấy chưa? Một đứa trẻ nhiễm CMV cái điển hình đầu tiên đó là những biểu hiện trên hệ thống đa mật rất nhiều, cũng hay gặp đẻ non. Thứ hai là biểu hiện hệ thống đa mật, tức là đứa trẻ vàng da, thiếu máu, suy gan, da lét rất là to, đấy là đặc điểm của đứa trẻ CMV. Và cũng có tổn thương ở não, người em chưa có não có tổn thương nhá. Nhìn là chúng ta sẽ biết là xem khi gặp những đứa trẻ như thế bao giờ những cái đầu tiên nghĩ là phải làm những cái xét nghiệm như thế nào, bởi vì nó rất điển hình. Cái cuối cùng là gì? À, hát là gì? Là hết pet. Hết pet thì bây giờ nó cũng ít gặp, không nhiều lắm, nhưng chúng tôi rất hay gặp CMV. Cái năm 2010 là cái dịch rubella miền Bắc thì các em mới đã đi chưa? Vừa vào rồi. Chắc là vừa mới đi một thì chắc là chưa đi bệnh viện nên chưa biết được đấy. Dịch rubella miền Bắc thì rất nghiêm trọng, tỷ lệ rubella rất nhiều, không hiểu tại sao mà đấy lại như vậy. Nhớ cho nên là nhớ em cái nhớ tiêm phòng rubella nhá. Thế còn trong khi đẻ thì các em nhìn thấy là thường nhiễm khuẩn xảy ra trong bụng đẻ với các bà mẹ có nguy cơ, ví dụ như là vỡ ối sớm, mẹ nhiễm khuẩn đường sinh dục hoặc là các dụng cụ không được vô khuẩn. Thế chắc là dụng cụ vô khuẩn bây giờ hiếm lắm đúng không? Nhưng mà tôi thấy ở phòng đẻ thì bệnh viện trung ương thì một ngày đẻ cả 100 ca, cứ hết người này lên người này xuống thì không biết có người xịt quá sạch không, chắc là không được xịt lắm, nhưng mà sao vẫn sạch thì vẫn không sao đúng không? Thế còn sau đẻ lại chủ yếu là cho chúng ta đó là do cán bộ y tế, là do dụng cụ của chúng ta có được sạch hay không. Chính vì thế là tôi và khi nhìn thấy một em nào mà không sát khuẩn tay trước khi thăm khám bệnh nhân là tôi chỉ điểm luôn các em như thế nhá. Tất cả các em đi khám bệnh phòng, thứ nhất là tư trang này, là tư trang phục gọn gàng, thứ hai là tay chân là phải sát khuẩn tay, sát khuẩn tay trước và sau khi thăm khám bệnh nhân, đấy là tuyệt đối vô dụng. Thế còn các em thấy ở khi nước ngoài người ta còn có thể làm các có quần áo riêng không? Chứ còn chúng ta là quần áo và quần lông đi khắp nơi rồi vào khám mang vô
mình chúng ta mang vi khuẩn trong cộng đồng của bệnh viện đấy nhỉ, đúng không? Đấy là các thời kỳ lợi bệnh. Em sẽ thấy là mỗi một thời kỳ chúng ta sẽ có những cái đặc trưng khác nhau. Ví dụ trước đẻ chúng ta hay gặp tất cả các loại virus, cái sau trong kỳ đẻ chúng ta hay gặp các loại vi khuẩn, ví dụ là Campylobacter hoặc là E. coli, còn sau đẻ chủ yếu là hoặc là vi khuẩn cộng đồng hoặc là vi khuẩn bệnh viện. Còn nó là liên quan đến một dịch tễ của chúng ta, và chúng ta có thể hình dung là những con vi khuẩn nào có gây ra bệnh nhân, đúng không? Thế còn các yếu tố nguy cơ gây những phản sơ sinh sớm, về tất cả các phần này đều liên quan đến sản khoa, là cái các em mà phải nhớ ra để mà họ để trước một đứa trẻ đến với chúng ta trong vòng 3 ngày đầu tiên, đặc biệt 3 ngày đầu tiên phải có dấu hiệu nhiễm khuẩn, bao giờ chúng ta cũng phải hỏi bà mẹ, hỏi gia đình xem họ có những nguy cơ gì không. Và những nguy cơ này là cực kỳ quan trọng, nó không phải là chúng ta chỉ cần dựa vào triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán, mà cái yếu tố nguy cơ này là hơn 50% để chúng ta hướng tới nhá. Bởi vì là ví dụ đứa trẻ có ngay từ ngày đầu tiên có thể triệu chứng nhiễm khuẩn rất là mơ hồ không rõ, nhưng mà có yếu tố nguy cơ là chúng ta phải hướng đến. Thế bây giờ có người ta phân làm các yếu tố nguy cơ chính, ví dụ như là viêm màng ối, những đứa trẻ sinh đôi có một đứa trẻ nhiễm khuẩn, một trong hai đứa trẻ nhiễm khuẩn, hoặc là mẹ bị sốt trước và trong khi tuổi dậy, cái này cực kỳ hay gặp, đúng không? Một trường hợp đẻ non tự nhiên dưới 35 tuần chả có nguyên lý do gì cả, chúng ta cũng phải hướng tới nhá. Thời gian độ ối trên 18 giờ đương nhiên rồi, quá lâu, đúng không? Hoặc vỡ ơi non lúc 35 tuần cũng phải như thế. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy là mẹ có tiền sử bị nhiễm khuẩn mẹ con do liên cầu B, hoặc dịch âm đạo có liên cầu hoặc vi khuẩn có liên cầu thì mang thai. Cái này thì là phải hỏi từ cái tiền sử trước, là chúng ta phải có một quá trình theo dõi thai nghén lâu dài chúng ta mới biết. Còn bây giờ hầu như bác sĩ bệnh nhân được chuyển đến thần nhi thì cái phần này chắc là cũng chả khó hoặc tất là hết rồi, đúng không? Đây là rất là khó. Thế chính vì thế mà chúng ta phải có cái hồ sơ sản nhi liên tiếp, phải có sự kết hợp, nhưng mà hầu như chúng ta không có, đúng không? Thế chúng ta đi học bệnh phòng nhớ là những đứa trẻ này phải hỏi tất cả những nguy cơ này, đúng chưa? Không có quên không? Có dễ nhớ không? Chắc là cũng có thể quên rồi, nhưng mà nên hỏi nhé, em có thể nhớ để hỏi. Thế còn các em nhìn thấy là các nguy cơ mà phụ, tức là ít quan trọng hơn những nguy cơ chính, thì bao gồm các nguy cơ thời gian độ ối trước 12 giờ và sau 12 giờ và trước 18 giờ thì nó ít nguy cơ cao hơn, hoặc đẻ non tự nhiên từ 35 đến 37 tuần, hoặc bất kỳ một trường hợp nào mà có dấu hiệu suy thai chúng ta cũng phải nghĩ tới nhá. Và cuối cùng mới là dịch ối bẩn, nhưng mà đa phần các em đi học lâm sàng thì dịch ối bẩn là ở đầu tiên, đúng không? Nhưng cái này để xếp vào nguy cơ phụ nhá. Đấy. Đấy là tất cả các phần nguy cơ, cái này các em có thể tham khảo trên ví dụ là của ANS, em học tiếng Pháp ấy, thì là cái phần ANS, trong ngay tức của ta đấy, em học thì cái này là năm 2002, em cũng hôm qua. Thế còn cái các em có thể tham khảo tiếng Anh, ví dụ bằng là CDC 10, CDC năm 2010 hoặc là UK năm 2012, các em có thể search trên mạng để có hết tất cả các yêu cầu. Em mở ra xem nhá. Bây giờ các em bảo đúng không? Có thể tra cứu được hết. Thế đây tôi sẽ nói về cái phần này em hay gặp nhất này, là cái phần em hay thăm khám bệnh nhân trên lâm sàng, đúng không ạ? Thì đó là chúng ta nói về phần nhiễm khuẩn huyết. Nhiễm khuẩn huyết trên hiện thực ra để nói về nhiễm khuẩn huyết ở sơ sinh hay những bất kỳ nhiễm khuẩn huyết nào chúng ta đều phải có tiêu chuẩn vàng là gì, cái máu ở dương tính. Nhưng tỷ lệ cái máu thì hầu như là không có dương tính lắm. Thì tôi làm một nghiên cứu cách đây khoảng mấy năm thì tôi thấy là 100 bệnh nhân thì được có 3 bệnh nhân cái máu dương tính. Đấy. Thì một phần là do gì? Bệnh nhân chuyển đến khoa của chúng tôi đa phần đã được điều trị rồi. Kể cả bệnh nhân mà ở cái tuyến mà ngay đầu tiên ý, người ta cũng được cũng cái máu cũng rất là thấp, do là có thể bà mẹ đã được điều trị trước rồi nên làm giảm tỷ lệ cái máu đi. Cho nên là cái mà chúng ta dựa vào đầu tiên khi những khoản sơ sinh để chẩn đoán những khuẩn huyết hoặc nghi ngờ những khuẩn thì bao giờ thứ nhất là yếu tố nguy cơ như tôi vừa nói ở trên, cái thứ hai mới là đến các dấu hiệu lâm sàng nhé. Thì dấu hiệu lâm sàng thì triệu chứng em thì thấy rất là nghèo nàn và không điển hình, không có cái gì là rõ rệt cả, cái gì cũng mỗi thứ một tí. Ví dụ nhiệt độ không ổn định, đứa trẻ có thể sốt hoặc đứa trẻ có thể hạ nhiệt độ hoặc không sốt tí nào. Em thống kê thấy những đứa trẻ những khuẩn đấy thì chúng ta có mấy đứa nào sốt không? Từ trường hợp là những cái đứa mà nó to khỏe rồi và đến từ nhà thì có thể sốt thật, hoặc đứa trẻ đủ tháng có thể sốt thật, đứa trẻ đẻ non thì nhiều khi nó hơi lạnh người
nhiệt độ đâu, bởi vì là người ta thấy con lạnh thời mùa này này, nhiều con lạnh con đến hạn nhiệt độ hay không, đúng không? Cho nên là hạ nhiệt độ là trong trường hợp mà đến với bệnh viện thì chúng ta thì là chúng ta gặp thì năng có thể biết được rồi. Anh đi tôi lại nói thêm một chút là các em ngày sau các em làm chuyển bệnh nhân ý, bây giờ sắp vào mùa đông rồi, bệnh nhân chuyển từ 100 km từ Thọ trở lên đây chẳng hạn, thế làm sao mà để giữ được nhiệt độ cho bệnh nhân? Nếu mà bệnh nhân mà đang trong quá trình gọi là vấn đề về hô hấp thì làm sao có cái cách chuyển không để cho bệnh nhân hạ nhiệt độ không? Tấm sưởi ạ? Trên ô tô làm gì có cắm được bọc sưởi? Cái túi sườn thì em nhớ có một loại túi bằng cao su, đúng không? Đổ nước, người ta đã đổ nước vào túi cao su thì với nhiệt độ là 100 độ C đắp sát vào da của đứa trẻ. Thế là bệnh nhân đến với chúng tôi bỏng độ 3. Đấy, em biết rằng da của đứa trẻ cực kỳ mỏng cho nên là bỏng rất là cao. Thế làm sao để hạn chế nguy cơ bỏng mà vẫn giữ được nhiệt độ? Đừng có nói là bên cạnh phòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé. Căng guru bây giờ đang khóc, bệnh nhân đang có vấn đề suy hấp, để rất suy hấp không thể nào ôm được căng guru được. Căng guru cũng là một biện pháp để giảm hài nhiệt độ trong trường hợp đứa trẻ thực sự ổn định, không có vấn đề gì hô hấp tuần hoàn cả. Hiểu không nào? Làm thế nào là các em ấy, về sau các em chuyển bệnh nhân lên thì chúng tôi và tôi thấy hạ nhiệt độ thì tôi sẽ phản ánh lại là các em thay đổi lại. Chăn không bao giờ giữ được ấm. Đứa trẻ sơ sinh ở quốc gia cũng khó như này. Đúng là cũng dùng túi sưởi, em có thể dùng cái chai nước to như kia kìa. Đấy, Davi chẳng hạn, đổ nước ấm khoảng 70 cái độ đấy. Tất nhiên là không để đến nỗi làm sung cả cái chai lại, đúng không? Sau đó đặt một cái hộp cắt tông để bên trên là những cái khăn tắm của trẻ, không cần đứa trẻ lên trên cho một cái hộp. Nó không giữ được tư thế, đứa trẻ đang bóp bóng này nó cần có một tư thế cố định, đúng không? Cho bây giờ chúng ta không thể bế ấm được đứa trẻ để bóp bóng được, đó là điều không thể. Cho nên là chúng ta làm như thế, chúng ta chuyển rất là tốt. Còn ở nước ngoài người ta chuyển bao giờ chuyển vào lồng ấp, chuyển tất cả các thiết bị máy móc, rất là thậm chí chuyển cả máy thở. Nhưng chúng ta là không bao giờ, chỉ có chuyển như thế, gọi là thủ công như thế thôi. Các em thấy là đến với chúng ta để giữ được nhiệt độ của mùa đông, đến bệnh nhân đến chúng tôi thậm chí có bệnh nhân 32 độ. 32 độ cứu được làm sao được, đúng không? Đương nhiên là không thể cứu được, chỉ là 32 độ. 34 độ thì có thể được. 34 độ là đang trên khoa đang làm cái gì, cái trực ở đấy có biết không? Có những bệnh nhân đang nhiệt độ 37 độ hạ xuống 32 độ trên khoa sơ sinh ấy. Có biết bệnh nhân đấy là đang làm cái gì không? Đi trực mãi rồi không nhìn thấy? Hả? Chuyển gì? Cái bệnh nhân mà đang bị ngạt ấy, cần phải điều trị hạ nhiệt và mát não ấy. Thì chúng ta em nhìn thấy đứa trẻ nằm trên cái đệm không, cô Linh ấy đi trực nhìn thấy không? Bây giờ đang có mấy đứa nước nằm ấy, đi phải quan sát chứ, chả thì chẳng nhìn gì cả, thấy lạ lạ đúng không? Tại sao đứa trẻ đấy lại không để nhiệt độ? Như có những đứa trẻ cần phải hạ nhiệt độ, có những đứa trẻ cần phải giữ ấm, chúng ta phải lưu ý như thế nhá. Đi phải chú ý nhìn quan sát một chút, đúng không? Cái thứ hai là em nhìn thấy rõ nhất là những vật, đó là màu sắc da và niêm mạc. Da bao giờ chúng ta tái, xanh tái nhá, đang rất điển hình của những vật sơ sinh. Có thể nổi gân tím, có thể có phát ban, có thể có xuất huyết, có thể vàng da sớm. Cái đặc điểm của những vật em sẽ thấy là da tái, xanh, vàng da rất hay gặp. Đấy là hai cái đồng hiệu hay gặp. Phù phú bì em nhìn thấy bao giờ chưa? Chưa, chứng tỏ là em thực không quan sát lắm trên khoa của những nhân thế trước cũng không có nhân gì sau cũng không có nhân gì. Em sờ phụ nữ rất hay gặp ở đứa trẻ đẻ non, có dấu hiệu ứng phẩm rất là rõ và nó em sờ cứng đơ, cứng đơ ra đấy, và da xanh tái cứng đơ thì đây đứa trẻ là phụ nữ gì nhá, chứ nó không giống như đứa trẻ khác, phụ nữ mềm ấm rất là dễ, cùng đứa trẻ bị ứng phẩm huyết thường cứng gì dạ. À, viêm rốn có thể gặp, tức là cũng giống hiệu những khoản bên ngoài nó đơn giản thôi, nhưng còn nổi gần nhất em sẽ thấy da xanh tái này, vàng da này, và nặng hơn nữa em sẽ thấy phù phú bì. Còn mấy dấu hiệu phát ban xuất huyết ở phù phú bì thì là phù viêm rốn nha. Về tim mạch em sẽ thấy nhịp tim có thể thay đổi, dụ tim có thể nhanh trên 160 lần một phút đấy, rồi là huyết áp động mạch giảm, huyết áp động
lạnh thì các em nhìn thấy ở trên có thể là không có cái đo, nhưng mà chúng tôi hay đặt huyết áp tự động, huyết áp tự lạnh tự động để đo theo dõi liên tục ấy. Thế nhưng mà về sau em có thể lớn lên học một bài là khám huyết áp và chụp xuất tinh, chúng tôi có một cái bảng riêng, bởi vì là mỗi một giờ huyết áp lại thay đổi khác nhau. Tức là một từ ngày đầu thì huyết áp lại khác, lứa tuổi ca 2 tuần huyết áp lại khác, 3 4 tuần huyết áp lại khác. Thế này nếu em nào về sau học thì sẽ có cái bảng như thế. Còn bây giờ thì để có một cái số trung bình cụ thể không có nhá, về sau chúng ta sẽ có hơn. Rồi đầu chi lạnh, thời gian hồng trở lại mau mạch trên 3 giây là những cái dấu hiệu này em cũng khám hết rồi, đúng không? Biết cách khám hết rồi thì cái dấu hiệu để phát hiện sốc huyết, đúng không? Đấy, đặc biệt là những đứa trẻ sơ sinh mà có nhiễm khuẩn và rời khuẩn rất hay gặp, cực kỳ hay gặp. Cái dấu hiệu đầu tiên là da niêm mạc, và dấu hiệu thứ hai là đó là suy hấp. Rất rõ về đứa trẻ nào. Cái suy hấp thì các em sẽ nhìn thấy tất cả các triệu chứng vô cùng phong phú như các em đã từng học đấy, bao gồm tất cả các triệu chứng tím tái này, các dấu hiệu về chúng khó thở như thế nào, chúng ta cũng làm cái kê đơn thôi, rất đơn giản như thế. Đấy là cái chúng ta gặp. Về thần kinh thì ít gặp hơn rất nhiều, thì các bạn có thể là một trên những đứa trẻ có nguy cơ gây viêm mảng não, các em sẽ thấy có sự kích thích, có thể là co giật, có thể căng giãn trong lực cơ hoặc phát phồng. Còn trong đứa trẻ mà ví dụ nhiễm khuẩn nặng rồi thiếu oxy máu não quá nhiều rồi thì nó thường là ly bì và giảm sức lực cơ nhá, gọi là cái dấu hiệu mà thần kinh thì ít gặp hơn. Về tiêu hóa cũng rất hay gặp, xếp sau dấu hiệu về hô hấp và tim mạch. Tiêu hóa các em nhìn thấy là bệnh nhân thường là nước nhất là không uống được rồi, chưa bao giờ uống được của bệnh nhân này, và bệnh nhân thường và dấu hiệu hay gặp đó là bệnh trướng nhá, dịch dạ dày có thể có màu bất thường. Em thấy là khi bệnh nhân vừa mới vào, người ta bao giờ đặt trong dạ dày hút ra thì dịch dạ dày đương nhiên là có màu gì và màu xanh, thậm chí bọc máu chẳng hạn, dịch máu thì gặp trong các trường hợp gì đấy. Em có biết được bệnh gặp ở trẻ non mà có những khuẩn hay gặp một bệnh gì nữa rất là gì không, mà bụng nó cứ trướng lên rồi thì dạ dày thay đổi. Người ta hay nói đến bệnh viêm ruột thạm tử ở trẻ đấy non, đấy là dấu hiệu rất hay gặp, nó cũng được xếp lại không lại những cùng thế. Rồi một dấu hiệu nữa đó là gan lách co, đương nhiên chúng ta phải thăm khám nhá. Đấy, tóm lại tất cả các dấu hiệu lâm sàng này rất trải dài từ tất cả các bộ phận cơ thể từ trên xuống dưới, cũng có thể khu trú ở một số bộ phận, ví dụ các em học đơn thuần chỉ biết cái quản phổ được xếp lại cái thủng ở sơ sinh, nhưng mà nó chỉ khu nhiễm khuẩn nó chỉ khu trú ở một cái hốt chẳng hạn. Đấy, thế còn đa phần là ví dụ những đứa trẻ mà đến chúng ta trong 3 ngày đầu, các triệu chứng bao giờ cũng rất đàn trải như thế này, cho nên không cụ thể ở vị trí nào cả. Cho nên nhiều khi chúng ta đặt thuốc, chúng ta chỉ nói một câu là những khuẩn sơ sinh mà thôi và theo dõi những khuẩn huyết, chứ không phun xuống một bộ phận nào nhá. Đấy là cách khó của một người chuẩn đoán. Còn các em nghe rõ ràng là chỉ em chỉ có thấy suy hấp này, nghe phổi có ra phổi ẩm này, ẩm gì đấy, thì chúng ta sẽ phun xuống một đơn phần chỉ là viêm phổi ẩm. Còn tất cả chúng ta đều đặt thuốc là những khuẩn sơ sinh và theo dõi những khuẩn huyết, được chưa? Về triệu chứng cận lâm sàng thì tôi nói thêm triệu chứng cận lâm sàng thì chúng ta lưu ý là với những trường hợp nhiễm khuẩn sơ sinh sớm thì bao giờ người ta cũng phải tìm các dấu hiệu liên quan đến nhiễm mẹ, đúng không? Cái điều này đối với chúng ta là rất có hay bỏ qua và không bao giờ chú ý đến, cho là bà mẹ nằm một nơi, đứa con nằm một nơi, đúng không? Cho nên là nếu mà đứa trẻ có nghi ngờ gì đó, chúng ta bao giờ cũng phải hỏi lại về lịch sử của bà mẹ. Thì với các bà mẹ có nhiễm khuẩn huyết thì chúng ta phải đề nghị là cái phần sản khoa bạn tận dụng cái phòng chỗ bạn nằm ấy phải là làm cấy máu rồi làm kháng sinh đồ, còn bà mẹ nhiễm khuẩn tiết niệu thì cũng phải cấy nước tiểu kháng sinh đồ, và nếu trùng âm đạo thì chúng ta phải soi cấy khí nuôi tìm vi khuẩn ở trong bụng, tức là tìm thấy một yếu tố nguy cơ nào của mẹ lập tức đề nghị người mẹ cái phẫu thuật chăm sóc người mẹ để làm cái xét nghiệm để chúng ta hướng tới là người mẹ nhiễm cái con vi khuẩn gì và có thể có khả năng nhiễm đứa trẻ để chúng ta chăm sóc cái kháng sinh cho nó phù hợp nhá. Đấy, còn hầu như chúng ta là không bao giờ làm được đấy cả, đúng không? Mà mô hình bây giờ là sản nhi là kết hợp, chúng ta thấy không? Tất cả các bệnh viện tỉnh đều đã thành lập bệnh viện sản nhi, chứ còn mỗi Hà Nội là sản một nơi và nhi một nơi thôi, đúng không? Như thế là không đúng đâu. Em về sau em sẽ thấy là tất cả các nước người ta đều là khoa sản ở tầng dưới, khoa nhi ở tầng trên hoặc ngược lại. Và khoa sơ sinh ở ngay bên cạnh nhé. Thế mới là đúng. Chứ còn chuyển từ nơi nọ sang nơi kia như chúng ta là điều không thể.
đề cập lâm sàng có một số vấn đề các em lưu ý. Thứ nhất là với các trường hợp nhiễm khuẩn mẹ con, lưu ý này, trật tự này. Với các trường hợp nhiễm khuẩn mẹ con, đây là về làm cho trẻ sơ sinh nhá, thì chúng ta là nghi ngờ nhiễm khuẩn mẹ con thì chúng ta có thể làm các bệnh phẩm ngoại vi, ví dụ lấy cái dịch tai nó có thể bẩn này, dịch mũi họng cũng có thể bẩn này, hoặc là đặc biệt là lấy dịch dạ dày để soi cấy thì vi khuẩn. Thế cái trường phái mà lấy dịch dạ dày soi cấy thì vi khuẩn chỉ gặp ở các nước, chỉ gặp ở mỗi Pháp đúng thôi, chứ còn khối Anh người ta không bao giờ người ta làm cái này, bởi vì lý do là gì, tốn kém và nó cũng thực sự không có giá trị gì, tức là độ nhạy và độ đặc hiệu rồi giá trị thì nó dương tính âm tính nó không quá cao, cho nên là người ta không ưa thích lắm, nhưng mà Pháp thì lại rất thích đấy nhá. Thì các em ở đây chẳng bị có một số người học tiếng Pháp nhiều thì có thể đọc trên đấy, nhưng lưu ý là làm trong vòng 6 giờ đầu sau tinh, không bao giờ làm sau 6 giờ bởi vì đấy nó thay đổi cái vi hệ vi khuẩn trí trong trong đường tiêu hóa rồi, đây là không có giá trị gì nha. Nếu đến sớm trước 6 giờ thì chúng ta làm được thì thôi, nhưng đa phần là không làm đâu, chỉ làm trong trường hợp nghiên cứu mà thôi thì nó khá tốn kém. Và cái thứ hai có giá trị quyết định đó là cấy máu. Cấy máu bạn phải để làm kháng, nếu có vi khuẩn thì làm kháng sinh đồ, nhưng mà đa phần rất hiếm khi cấy máu dương tính, kể cả chưa dùng kháng sinh bao giờ cũng rất khó nha. Có trong trường hợp cấy có thì dương tính thì thích quá rồi đúng không, chúng ta xác định chắc chắn đây là nhiễm khuẩn huyết và có kháng sinh chắc chắn để điều trị. Thế ngoài ra thường đối với chúng ta các xét nghiệm cần mà hay gặp hơn mà thú vị hơn đó là làm công thức máu. Các em lưu ý này, bạch cầu về công thức máu thì bạch cầu em có thể, bạch cầu có thể giảm hoặc có thể tăng, nhưng bạch cầu có thể giảm dưới 5.000 hoặc là tăng. Như em lưu ý là ngày đầu tiên chỉ tăng trên 30.000 được chưa, rất rất cao nhá. Ngày thứ hai cũng phải tăng trên 25.000 đấy, còn những ngày sau có thể ít hơn một tí đấy, 20.000 chẳng hạn. Đấy là lứa tuổi đặc thù cơ thể nó sẽ khác. Thế còn những ví dụ bệnh nhân nhiều ngày chỉ khoảng 2 tuần 3 tuần thì có thể thấp hơn, không có chuyện cái này. Cái này là chính là cái bảng của nếu các em có thể tra khảo trên NIS là dễ nhất nhá, cái đấy người ta viết rất cụ thể. Và các em nhìn thấy là bạch cầu đa nhân trung tính rất giảm trong trường hợp mà bạch cầu giảm là dưới 1.500 được chưa. Cái một cái đặc biệt nữa mà hầu như trong công thức máu hiện nay chúng ta còn chẳng mấy khi quan tâm lắm, đó là tỷ lệ bạch cầu non trên bạch cầu chúng ta đa trung tính trưởng thành là trên 0.2, mấy khi chúng ta ít quan tâm nhá, hầu như chưa quan tâm. Với những bệnh nhân mà có những khoản thì bao giờ chúng ta thấy hemoglobin hơi giảm một tí, tức là có biểu hiện thiếu máu nhẹ nhá, không tính độ cũng có thể thiếu máu nhưng đa phần là có thiếu máu. Và cuối cùng là tiểu cầu giảm, đa phần là bệnh nhân khá nặng, nếu mà những khoản huyết khá nặng thì nên tiểu cầu giảm. Còn ví dụ trong trường hợp nhiễm virus chẳng hạn thì tiểu cầu giảm ngay từ ban đầu, ví dụ CMV hay rubella tiểu cầu giảm nhiều lắm, mà mặc dù là tình trạng những khoản không tương xứng lắm nó cũng giảm. Thì tất cả các giá trị này, các giá trị này để có người ta thống kê thì thấy cái độ nhạy của đồng bào thực hiện rất thấp, không có ý nghĩa gì nhiều, kể cả giá trị trên lá thư tính âm tính cũng rất là thấp, nó không có giá trị, nó chỉ giúp chúng ta hướng tới những phần thôi. Thì các yếu tố viêm thì các em nhìn thấy là bây giờ các em hay gặp nhất ở trên lâm sàng là chúng ta trên và bệnh phòng chúng ta hay làm CRP đúng không, CRP vừa rẻ tiền lại vừa quy có mấy nghìn nào nên làm rất là dễ đúng không. Cái thứ hai là một số nơi ví dụ bên Bạch Mai, các em đi học bên Bạch Mai người ta có thể làm PCT hay cái gì đấy, Fulacetonin gì xưa đấy. Và tiếp theo là một số nơi ví dụ có thể làm cái Ketamin 6, cái Ketamin 6 thì đắt lắm, CRP khoảng 400.000 một mẫu, cái Ketamin 6 cũng chẳng biết bao nhiêu tiền nhưng mà rất là đắt. Thế nhưng mà làm cái này các em phải dựa vào động học của các giá trị, ví dụ như là các em nhìn thấy là ectopterin 6 là đâu, màu xanh sáng, tức là trong vòng 6 giờ đầu ectopterin 6 tăng thường là tăng rất là sớm nhá. Em nhìn thấy là cái đây sẽ nhìn thấy trên biểu đồ này, động học này em sẽ thấy là ectopterin 6, ectopterin 10 và yếu tố hạt của UT là F alpha tăng là sớm đầu tiên ngay trong vòng 6 giờ đầu sau khi có phản ứng viêm như thế nào. Cho nên là bệnh nhân đến với chúng ta mà sau 6 giờ thì đa phần là không thấy tăng nữa, cho nên là nhiều khi cũng không có giá trị đúng không. Tiếp theo đó là hộp procalcitonin, các em sẽ thấy là tăng trong bao lâu, màu đỏ đấy,
nhá. Và cuối cùng là CRP là cái căng rộng nhất, là cái chúng ta hay làm, đó là thải khí. Sau 24 giờ bắt đầu mới có giá trị. Thì đa phần là chúng ta lại phù hợp, bởi vì là gì? Bởi vì chúng ta đến chuyển chúng ta sau 24 giờ phù hợp. Sau đây là tất cả các công dụng các yếu của các cái mắc cơ còn lại đến thì đa phần là ít có giá trị với chúng ta là cho bệnh nhân đến muộn thôi. Còn ví dụ bệnh nhân chuyển và chúng ta nhận ngay bệnh nhân từ Hà Nội sang trong vòng mấy giờ là không đẹp, nó rất có giá trị nhé. Lưu ý các em là khi làm xét nghiệm thì chúng ta phải giải thích được một số cái nó không có tăng, một số cái nó tăng thì chúng ta tự giải thích được vì sao như thế. Thế còn là lưu ý các em là ví dụ procalcitonin nó lại có giá trị là tăng giải trong những trường hợp sơ sinh khỏe mạnh bình thường trong vòng 2 ngày đầu sơ sinh, thậm chí 5 ngày đầu, tức là người ta không thấy nó tăng mà là bệnh nhân không hề nhiễm khuẩn, người ta gọi là tăng giải nhá. Cho nên là các em nhìn này, vì chính vì vậy mà procalcitonin người ta không ưa thích lắm trong trường hợp nhiễm khuẩn sơ sinh sớm, người ta lại rất thích trong trường hợp nhiễm khuẩn sơ sinh muộn. Vì sao? Nó không liên quan gì đến hiện tượng giả sinh ra hình lý này. Thì có một cách mà người ta không liên quan đến những đứa trẻ rồi, thì người ta làm nghiên cứu mà sẽ thấy là làm procalcitonin là thấy ở máu rốn chứ không lấy trên máu đứa trẻ thì không liên quan đến tăng giả. Em đọc sách em cũng thấy như thế nhá. Đấy, vì sao lại có một số nơi người ta hay làm như vậy. Ngoài ra các em sẽ thấy tất cả các triệu chứng thông thường như các em làm này, thứ nhất là công thức máu này đầu tiên đúng không, hay mắc cơ viêm này, cái thứ ba là gì, cái máu này, cái thứ tư là một số cái dịch chảy viêm các em làm. Ngoài ra muốn tùy từng trạng của từng bệnh nhân một mà chúng ta sẽ thấy các cái xét nghiệm cận lâm sàng khác, ví dụ bệnh nhân nặng có thể có rối loạn van kiềm, hay gặp là trong trường hợp van chuyển hóa chẳng hạn, van hô hấp gì đúng không, rồi các bệnh nhân nặng quá cũng có thể gặp rối loạn các yếu tố cấp máu đúng không. Rồi trong trường hợp mà bệnh nhân mà có các dấu hiệu về thần kinh thì nguyên tắc bao giờ cũng phải thải đi trong đường tiêu hóa. Tất cả các bệnh nhân sơ sinh mà có dấu hiệu nhiễm khuẩn, có biểu hiện trên thần kinh đều phải chọc đường tiêu hóa. Hoặc là với bệnh nhân chỉ cần sốt 2 ngày thôi cũng không nghi ngờ cũng phải chọc đường tiêu hóa. Nhưng tất nhiên là không phải ngày đầu tiên đã đè ra chọc nha. Không phải tất cả bệnh nhân, không phải tất cả bệnh nhân. Thì trong tình hợp thủy thì các em sẽ thấy là cái tế bào cái dịch cầu thủy bình thường ở sơ sinh nó hơi khác một tí. Các em thấy là tế bào này, trong dưới 30 nhá, bình thường ở dưới 30 nhá, rồi là nói chung là protein tăng và yếu tố giảm thì đa phần là những đứa trẻ lớn khác thì gì cả, nó chỉ khác một chút về tế bào nó hơi cao hơn một tí nhá. Chụp cổ trong trường hợp này là bắt buộc, tất cả các trẻ này đều phải chụp cổ. Mặc dù là nghe phổi không thấy gì cả, nhưng mà có thể nghe phổi cũng như là cũng thấy gì là chuyện bình thường. Chính vì thế mà các em khi đi bệnh phòng em thấy là phổi không rõ ràng, đương nhiên là thế rồi. Cái thở, bệnh nhân thở rất là yếu, hầu như là không nghe rõ gì cả. Nên bao giờ cũng nghe được gì, bao giờ các bác sĩ cũng nghe là không rõ ràng, cho nên là bắt buộc phải chụp cổ, chắc chắn nhá. Không phải lúc nào cũng đặt nước tiểu trong trường hợp có nghi ngờ không, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng nước tiểu. Nên trong kem như thế này cũng dùng tiết niệu mà hay gặp ở trẻ sơ sinh thì cái dấu hiệu kem biết là cái dấu hiệu gì hay gặp không? Sản sinh nó hơi khó. Em sẽ thấy là những dấu hiệu mà kem sẽ lên trẻ đúng nhi khi mà nhiễm trùng tiết niệu thì rất hay gặp sốt và rất vương, có thể rất vương. Nhưng ở trẻ sơ sinh em sẽ thấy một dấu hiệu hay gặp là thứ nhất có thể sốt và thứ hai là dấu hiệu vàng da rất là sớm. Thường quy đang đi học để chú ý một chút chúng ta sẽ thấy như vậy nhé. Nhưng mà đa phần là những phần tiểu sinh cũng không có ít, không quá nhiều. Còn ví dụ các bệnh nhân mà có rối loạn tiêu hóa điện chảy thì cái phần cái này ít hơn, ít thỉnh thoảng cũng có. Hiện tại bây giờ tôi những trường hợp em nhìn thấy là với bệnh nhân mà có nhiễm khuẩn huyết mà có rối loạn tiêu hóa điện chảy kèm theo thì bệnh nhân này đặc biệt không suy hấp nặng nhưng mà gan chuyển hóa rất nặng. Tức là ngạc nhiên, ví dụ em gọi người ta gọi chuyển bệnh nhân là bệnh nhân có cần hỗ trợ oxy không, không có, nhưng pH có thể 16-19. Đấy, nghĩa là bệnh nhân không có suốt nhiều nhưng gan chuyển hóa rất nặng. Em nhìn bệnh nhân này thì nhìn thấy nó dấu hiệu gì thì để nhìn cho bệnh nhân này. Thứ là mắt nước rất là rõ, bên hai là môi rất là cao, dấu hiệu của qua rất dễ. Em nhìn thấy ở bên đây, cứ dấu hiệu xả em cũng nhìn thấy ngay, đúng không ạ? À, ngoài ra với bệnh nhân mà các em thấy là bệnh nhân cấy đi bệnh nhân mà nằm lâu hoặc được khí quản lâu, thở máy lâu ngày hoặc là cái tê lâu ngày thì chúng ta
trên đầu xuống chân, tất cả các bộ phận đều có. Cái thứ ba là cận lâm sàng có gồm những gì? Công thức máu, các yếu tố cơ viêm, gì nữa? Cấy máu bắt buộc, chụp phổi bắt buộc, đúng không? Gì nữa nào? Trong một những khoảng thời gian sớm thì có thể làm dịch quản ghi kèm theo. Ngoài ra tất cả những dấu hiệu này là tùy thuộc vào tình trạng của từng bệnh nhân cũng khiến cho chúng ta cần chỉ định xét nghiệm, được chưa? Thế còn những cái trang trên là tất cả những cái bắt buộc chúng ta cần phải làm trên cái đứa trẻ có nguy cơ nhiễm khuẩn, nhớ chưa? Con sẽ hiểu không? Tiếp theo phần điều trị này, phần điều trị thì cái đầu tiên là chúng ta phải chọn kháng sinh, đúng không? Kháng sinh thì nó sự có sự khác nhau giữa nhiễm khuẩn sơ sinh sớm và nhiễm khuẩn sơ sinh muộn, hay còn gọi là nhiễm khuẩn bệnh viện. Nhiễm khuẩn sơ sinh sớm thì thuốc đầu tay của chúng tôi lựa chọn vẫn là ampicillin, nhớ chưa nào? Ampicillin nhóm beta lactam là chính. Bởi vì thì sao thế? Người ta hay là do thân nhân cầu mà, cho nên là người ta phải dùng beta lactam là chính và kết hợp với amin. Thế bây giờ trong trường hợp mà người ta nghi ngờ là kháng đi cầu hoặc là nghi ngờ thực phẩm gram âm thì người ta sẽ chuyển sang cetalaxin thế hệ 3 cộng với amylotid, đúng chưa nào? Còn đầu tay các em cũng nên cô khuyên các em nên dùng ampicillin nhá. Có bao giờ tiếng cưới bây giờ nhiều khi người ta cũng chọn đúng dùng ampicillin, tất cả người ta bỏ qua hết rồi, nhưng bạch mai lại rất tốt. Bạch mai bây giờ bắt đầu ampicillin, các em đi học bạch mai có ai học không, đúng không? Bạch mai sử dụng kháng sinh rất tốt. Thế còn những khoản bệnh viện, những khoản bệnh viện thì các em sẽ thấy là có hai hình thức. Một là rất hay gặp vi khuẩn gram âm. Vi khuẩn gram âm thì đương nhiên là C3 thế hệ số 3 và amylosid rồi, rõ ràng rồi nhá, hoặc tamiflu hoặc amikacin đấy vân vân. Thế còn là nếu có tụ cầu thì lại phải kết hợp ba loại kháng sinh, bao gồm có vancomycin 1, C3 thế hệ số 3 và amylosid. Thì tôi cũng thích là thấy ở Pháp thì tôi rất thích dùng Glucagon, đặc biệt thấy hiệu quả, và bây giờ nó cũng là cái thuốc ưa thích ở bên bệnh này. Sơ sinh là bây giờ em thì thấy thuốc ở vào trong bệnh viện thì nó là do hãng thuốc người ta vào nên tên thuốc cũng loạn hết, nên mỗi lần tôi về tôi thấy một tên thuốc mới là chán lắm, không gì cả. Đấy là em về sau em vào đi là cái đấy là do vấn đề thương mại nhá, nó không liên quan gì. Thế này, còn trong trường hợp mà đấy là trong mà chúng ta nghi ngờ, và trong trường hợp chúng ta có kháng sinh đồ thì đương nhiên là dễ rồi, đúng không? Điều trị cho kháng sinh đồ là tốt nhất đấy. Còn trong còn đa phần là có mấy khi có kháng sinh đồ đâu, nên là chúng ta toàn điều trị như này thôi. Đấy là về thời gian mà dùng kháng sinh, cái lựa chọn kháng sinh. Cái thứ hai là thời gian thì về dựa vào tổn thương và vi khuẩn gây bệnh. Thế những khuẩn huyết thì đa phần chúng ta điều trị trong vòng 10 ngày thì nó tiến triển tốt. Viêm màng não mủ thì thường là 21 ngày, viêm phổi thì cũng 7 ngày đến 10 ngày, nhưng đặc biệt là viêm xương khớp ngủ cực kỳ lâu, 8 tuần, lâu lắm. Đấy, cái này rất nguy hiểm. Thế còn các em sẽ thấy là ở trên khoa amylosid thì bao giờ tôi khuyên là nên dùng 2 ngày mà thôi, không dùng nhiều nha. Trên khoa em cứ thấy 7 ngày, thậm chí một ngày xưa, đây là bây giờ còn tiến bộ đấy, bây giờ còn 7 ngày ngày xưa với cả chục ngày, thậm chí còn nhiều hơn. Và ngày sau bệnh nhân biết hết. Và các em lưu ý rằng là như thế này, ở trên không bao giờ tôi nhìn thấy một nơi nào mà sử dụng cả đến cả vinolone ở bệnh nhân sơ sinh cả, mỗi là điều thôi. Không phải loại kháng sinh để dùng nữa, phải dùng đến tất cả vinolone, biết rồi. Còn ở về ví dụ lúc này người ta chỉ dùng đến amicillin, glucagon và hiếm khi về đến C3 thế hệ số 4 là Imiden, các thứ thôi. Còn chúng ta thì có loại nào dùng hết loại đấy. Và thậm chí kháng sinh cũng cho thường xuyên cả hàng tháng liền, hai mấy ngày liền, không bao giờ như thế nhá. Em nhìn như thế. Nhưng mà thôi, đấy là nói đến thôi. Còn khi mà các em bước tay vào điều trị thì nhiều khi rất là sợ, bởi vì là nhớ chúng ta không cho bệnh nhân bị nhiễm khuẩn như thế, nói thế nào, đúng không? Nên bắt buộc chúng ta phải cho. Đấy là cái khó cho chúng ta là được bạn hiểu hơn. Lưu ý là amylosid là cố gắng là 2 ngày thôi nhá. Và người ta nghiên cứu là 2 ngày là có hiệu quả rồi, không cần phải đến 7 ngày. Chính vì thế chỉ cần 1 ngày. Ngoài ra các triệu
bệnh nhân có sốt, có trị mạch thì bao giờ chúng ta cũng gì sốc nhiễm khuẩn ra hay là gì? Thứ nhất, vì có lý sốc nhiễm khuẩn bao giờ bệnh sẽ thấy có hiện tượng là phát vàng, mất dịch, cho nên bao giờ người ta cũng hô nước đúng không? Sau đó người ta sử dụng thuốc bệnh này. Cái này có một ý về sau em tới em biết một chút hơn nhá. Đấy. Này các bệnh ngoài ra các bệnh nhân có thể có rối loạn thăng bằng gan kiềm thì chúng ta lại ngồi gan kiềm thì cái này cũng có công thức thì bao giờ điều trị cụ thể chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ đến mức độ gì thôi. Bệnh nhân đa phần có suy hấp đều phải hỗ trợ suy hấp cả, có thể đơn thuần chỉ là thở oxy mức độ nặng hơn có thể thoải mái nhá. Và bệnh nhân có thể có rối loạn đông máu thì chúng ta rối loạn đông máu người ta thì hay truyền plasma cho vitamin K rồi là truyền tùy thuộc vào từng bệnh nhân một. Đây là tất cả là các nguyên tắc để điều trị bao gồm kháng sinh này, chống trị mạch này, chống gì nữa, chống rối loạn gan kiềm và rối loạn đông máu. Đấy là tất cả nên tùy thuộc bệnh nhân. Còn cái quan trọng nhất vẫn là kháng sinh đầu tiên. Còn cái này là tùy thuộc vào từng bệnh nhân có thì chúng ta điều trị nhá. Thế cái phần điều trị thì nó hơi chán một tí, cho nên là các em thôi cố gắng học nhá. Không có gì gọi là thú vị lắm. Liều hay như thế nào thì cái này nó tương đối khó với các em, bởi vì là bây giờ thăng bằng gan kiềm khi nào cần bù gan để có công thức, bây giờ chúng ta còn cá bét để học nhá, không để sau để học chỉ cần biết như thế thôi. Thế còn phần phòng bệnh rất quan trọng này. Từ nào phòng bệnh có hai phần là đối với các bạn này thì giáo dục cho các bạn ý thức về vệ sinh và cách nuôi dưỡng trẻ trước khi làm mẹ. Đây là các bạn gái các bạn không biết cái này nhiều lắm nên chúng ta biết, các bạn trai biết thì để hướng dẫn lại cho gia đình đúng không? Không làm vùng tối để phát hiện sớm bệnh và vệ sinh tối, chúng ta đa phần là gì? Có tập quán là nằm tối om sau khi đẻ, không bao giờ bật điện, thành ra là hoặc là một nhất là bị mùa đông là còn mặc quần áo kín mít che hết cả mặt mũi, thậm chí con vàng da cũng không biết đúng không? Đấy, còn thậm chí còn không cả lỏng, kinh khủng ạ. Các bà mẹ đến rồi bẩn tới vô cùng, em thì thấy con cào có tầng 3 thì có thấy mồi quá mồi đúng không? Cái bên trong mũi nó còn bớt mồi, cái bên kia thì kinh khủng. Các bà chưa tắm nhau rất là, cho nên là phải tắm nhá. Buồng tối để làm, buồng sáng để làm gì? Thứ nhất là phát hiện vàng da sớm đúng không? Thứ hai là gì? Ví dụ có dấu hiệu gì tím tái và tối om làm sao phát hiện ra mình có con mình có tím hay không đúng không? Ví dụ tím tái như thế làm sao, tối như thế làm sao biết có bẩn chỗ nào cũng biết không? Đấy, chúng ta phải để ánh sáng để phát hiện. Thứ tất nhiên đương nhiên là trẻ sơ sinh ngủ thì chúng ta cần phải đặt đèn, nhưng mà cũng phải có ánh sáng để chúng ta chăm sóc trẻ đúng không? Vệ sinh rồi, đây vệ sinh nào biết không? Đi đốn cô dậy rồi. Vệ sinh rốn, biết cách vệ sinh rốn không? Cái bài này bài đặc biệt sơ sinh ngủ sáng ăn sáng đấy, cái bài này sinh ngủ sớm lắm. Vệ sinh rốn là như thế nào? Ngày đầu tiên rốn chưa để hở, hiểu chưa? Ngày thứ hai có thể bỏ cái băng cái gạc ra. À không, ngày đầu tiên là băng chứ quên. Ngày đầu tiên vẫn còn tươi nên chúng ta để cái gạc đúng không? Ngày thứ hai bắt đầu có hiện tượng khô rồi chúng ta bỏ băng ra và chúng ta để bỉ ở phía dưới, đừng có để trong nước, nước phân nước tiểu nó tràn lên gây bẩn. Hàng ngày chúng ta có thể lau bằng nước muối sinh lý hoặc cồn iốt, chúng ta sát khuẩn 1-2 lần, được chưa? Và khi nào uống rượu? Mấy ngày? Có thể 7 ngày, 10 ngày, trẻ non có thể 2 tuần, 3 tuần, lâu hơn, được chưa? Thế thì là những đứa trẻ mà khi nào có dấu hiệu rốn rụng là cái chân rốn nó bắt đầu hơi có hiện tượng không tốt một tí, nhưng chúng ta cần phải phân biệt với cả nhiễm khuẩn rốn. Nhiễm khuẩn rốn là khi nào bắt đầu cái vùng chân rốn hoặc cái tổ chức xung quanh hơi nề đỏ, còn nếu dụng thông thường thì chỉ cần rốn là hơi nước là có thể bị tiết thương thôi, đúng chưa? Để phân biệt chúng ta biết. Đấy, cho con tiếp theo này, cho con bú sữa mẹ đầy đủ, tận dụng đủ sữa non, cái này hoặc cái nào có rồi mình nói mãi rồi đúng không? Sữa mẹ ít nhất trong vòng 6 tháng đầu đúng không? Đấy, cho con bú sớm, khám thai định kỳ để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên rồi bây giờ chúng ta coi ít là khám suốt, có khi là khám đi khám một lần, khám đi sữa một lần đúng không? Đấy, cho nên là không có vấn đề gì cả, phát hiện sớm. Nhưng mà đấy là ở thành phố thôi, còn ở nông thôn thì chắc khó khăn hơn một tí đúng không? Thế đối với cán bộ y tế này, trật tự đi.
rửa tay trước và sau mỗi lần thăm khám, đấy chính là các em nhá. Đấy, chúng ta nhớ, nhân luôn nhớ rửa tay sạch sẽ trước khi vào khoa cũng rửa tay nhớ nhá. Hạn chế không ông đạo các bà mẹ chuyển dạ kéo dài để ôn số cái này hơi khó một tí nhỉ, nhất là sinh viên đang đi học bây giờ cũng không cho thăm khám thì làm sao mà học được đúng không? Mà thôi những cái bà mà có nguy cơ thì ít khám, mà các bà không có nguy cơ thì khám đúng không? Điều trị các bà bị nhiễm khuẩn, bà mẹ bị nhiễm khuẩn trong thời kỳ mang thai, viêm phần thủ yến và tiết niệu như thế này thì chỉ rồi nhá. Và những cái bà mẹ mà có dấu hiệu như này thì chúng ta phải chỉ định kháng sinh điều trị đúng không? Để dùng kháng sinh đặc biệt cho trẻ non khi có nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Tất cả những đứa trẻ và chúng ta nguy cơ mà chúng ta chưa xác định chắc chắn là nhiễm khuẩn thì đã phải dùng kháng sinh. Nhưng bây giờ cái khả năng cái tỷ lệ dùng kháng sinh của chúng tôi ít hơn rất nhiều, như ngày xưa là tràn lan lắm. Bây giờ là do khá là tiến bộ rồi đấy. Nếu em thấy hôm qua và tiếp tục là đảm bảo vệ sinh vùng bệnh, vệ sinh lồng ấp và nhân viên y tế bị bệnh không được tiếp xúc với trẻ sơ sinh. Ví dụ ở trên khoa sơ sinh thỉnh thoảng có vài cô bị thủy đậu cần trên nhiệt đều phải cho nghỉ hết, nghỉ các hàng tháng liền không được. Ở sơ sinh các bé thì thấy là có thể lây cho các bé sơ sinh rất nhiều thủy đậu. Kể cả ví dụ em mà có em đã nhìn thấy thủy đậu bẩm sinh bao giờ chưa? Ví dụ là mẹ mà đang mang thai mà được thì thủy đậu lớn trẻ con để ra lập tức thủy đậu luôn. Phải như thế nhá. Cho nên là tất cả em nhận thấy là tất cả các người mà có nguy cơ đều phải cách ly không được tiếp xúc với trẻ. Đấy là toàn bộ cái phần phòng bệnh. Cái bài này đến hết rồi, bài này hơi chán một tí, có hỏi gì không?